Rồi bước đầu tiên để cái máy cắt cord nha. Chúng bắt là đè cò xuống. Nếu đã chưa ăn cò thì mình sẽ quay bên trớn nha. Bên trớn chăn cò nè. Bên trớn chăn cò nè. Đó, xoay qua. Cho cứng hơi vô. Này, cứng hơi thấy không? Rồi. Gài cò vô. Này, ăn cò nè. Đó, gài cò lại nè. Rồi lên ga. Rồi. Này, lên ga ha. Chăn ga lên. Ga lớn lên. Cho lớn lên. Đó, cái lớn mình gài cò lại. Sau đó đầu bẻ này qua kêu cái cắt nha. Kêu nè nghe nó nằm chỏi cò nè. Bẻ qua cho nó kêu nè. Chưa kêu phải không? Chưa kêu xây cái này chút xíu. Xây cho nó phục nằm vô. Hơi chấn nè, đó. Rồi bật xuống nè, kêu. Chưa kêu xây tiếp. Cho nó kêu thôi. Đó. Đó, vô. Rồi mình sẽ gặt là. Chưa vô phải không? Gài cò lại. Chưa ăn cò nè. Nó xây tiếp. Xây cứng bánh trớn này ha. Gài cò vô. Đó, ăn cò đó. Cái này nghe cái cắt nha. Đó, cắt gì đó. Đây nghe. Nghe, thế là nhận vô nè. Khi nào lên cót là nghỉ xây nha. Cái này đang xây nè, rất nghỉ xây. Gài cò lại nè. Đó, dính cò nè, lên ga nè. Nghe cái cắt này nha. Để này qua đây. Đây qua nè cái lỗ nè, đây ngay lỗ nè, đó, kêu cắt nè. Đó, rồi đè vô. Đè vô nghe. Đây, chạy.